có một cậu bé thần đồng thông minh chăm học, mồ côi mẹ sớm, sống với cha tại một ngôi làng nhỏ xa kinh thành. Cha, con đã thi Đỗ Trạng Nguyên rồi. Cả nước chỉ có con và một đứa bé 2 tuổi thi, đương nhiên là con đỗ rồi. Thật quá đơn giản, cha phải dạy lại con mới được. Bài rồi coi nhà cho cha đi làm. Thuyền ra chỉ là một giấc mơ. Cha ơi, con thuộc rồi, cho con đi làm với cha đi cha. Mới đó mà đã nhớ hết rồi à? Đậu, đọc cho cha nghe. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất truy lý. Thôi được rồi, vậy đi làm cùng cha cũng được. Nhưng mà cha nói trước là cực lắm đó. Ơi, hai cha con đi đâu sớm vậy? Ăn sáng chưa? Vào đây một lát. Dạ cháu cho bà ạ. Hai cha con đem thêm đồ ăn theo lốt dạ. Cha con cháu cảm ơn bà, làm phiền bà quá. Đậu, đi con. Cháu cảm ơn bà. Thưa bà, cháu đi đây. Hôm nay mình phải dọn sạch chỗ này đó con. Hả? Ông bá hộ đâu cha? Lát nữa ông ấy mới đến. Hôm qua ông đã chỉ cho cha làm ở chỗ này rồi. Hai cha con mày làm xong rồi đó hả? Dạ xong rồi. Ông cho xin tiền công. Hết nhiều à? Ông cho xin 10 hào ạ. À, sao đắt vậy? Chỉ có mấy vuông cỏ, ít cây mục mà lấy 10 hào. 5 hào thôi. Dạ thưa, vuông cỏ của ông rộng gấp đôi vuông cỏ bình thường, còn cái chục khúc cây và lắp hố nữa ạ. À, bẩm ông bá hộ, nếu cháu nhớ hết mọi việc hai cha con cháu đã làm thì sao ạ? Thiệt hả? Nếu vậy ta sẽ trả luôn 10 đồng, chứ đừng nói là 10 hào. Nhưng nếu mày nhớ không đúng thì sao nè? Vậy hôm nay cháu sẽ làm không công cho ông bá hộ. Được, cứ vậy đi. Hôm nay cha con cháu đã phát 25 vuông cỏ, dọn 40 cây gỗ mục và 15 hòn đá tảng lớn nhỏ, đổ 125 vỏ lá cây và lắp 60 hố các loại ạ. Thiệt hả? Không tin thì ông bá hộ cứ kiểm tra đi ạ. Chính xác, thằng này hay thiệt nha. Vậy ông sẽ giữ lời hứa trả cho cha con cháu 10 đồng chứ ạ? Được thôi, cá cược với nó làm chi cho mất tiền quan không biết. Dạ cảm ơn ông bá hộ. Diện kiến thánh thượng. Trẫm miễn lễ, khanh vào đây. Họ sắp sai sứ giả sang mừng thọ bệ hạ, nhưng theo như thần thấy, đây chỉ là thăm dò nước ta thôi. Đúng vậy, có tin là họ sẽ mượn cớ sắp đi chinh phạt mà tăng cống nạp của nước ta đó. À, thưa bệ hạ, thần xem chiêm tinh có một ngôi sao sáng ở hướng đông, chừng như là trời ban hiền tài đến giúp đỡ chúng ta. Thật vậy sao? Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi kiếm người đó nào. Nhưng phải nhanh lên, vì tên sứ giả đó sắp đến rồi.
thần tuân chỉ. Nghỉ tại một lát đi con. Con voi đẹp đó, giá mà nó biết đi nữa ha. À, con biết rồi. Chúng ta đã đi khắp nơi thử tài mọi người rồi, mà người vẫn chưa ưng ai. Thưa bệ hạ, lão gia, hay là ta quay về? Ngươi phải kiên nhẫn tìm kiếm, nhân tài đâu có tự chạy qua lại trước mặt ngươi được. Cái gì mới chạy qua vậy? Dạ, hình như là... Con làm đâu trên đây cha? Này con bé kia, đó có phải là con voi không vậy? Dạ thưa ngài đừng có mắng cháu, trẻ nhỏ bài trò chơi thôi ạ. Nó còn biết đi nữa à? Cháu tự nghĩ ra những bộ phận cử động được cho con voi này sao? Dạ vâng, thưa ngài. Cháu còn bé mà có vẻ thông minh đó. Vậy cho ta hỏi, một ngày trâu của cháu cày được mấy đường? Nếu cháu đáp được, ta sẽ mua con voi đất này xem như là thưởng cho cháu. Dạ thưa ngài, ngài chỉ cần trả lời cho cháu biết người của ngài một ngày đi được mấy bước. Nếu ngài đáp được, cháu xin tặng con voi đất cho ngài. Giỏi lắm, rất thông minh, còn có chí khí nữa. Vậy ta đố cháu, cày trên đồng ruộng trắng phao, khi khát uống nước giếng sâu đen ngòm, đó là thứ gì? Dạ thưa, đó là cây bút mực. Khi cày, tức là khi viết trên giấy trắng, còn khi khát là khi hết mực thì lại chấm vào nghiêng mực đen ngòm đấy thôi. Thế còn hạt gieo tới tấp, rải khắp ruộng đồng, đã gieo mà chẳng nảy mầm, làm bao hạt khác mừng thầm mọc xanh. Dạ thưa, là hạt mưa ạ. Cháu bé quả thật là thần đồng. Xin hãy nhận lấy nén vàng này của lão gia đây, xem như quà làm quen. Bà ơi, bà sao thế này? Bà lỡ tay làm tan bếp bay vào vách, cháy cả hàng nước bức rồi cháu ơi. Cả cuốn sổ nợ cũng cháy mất, bao nhiêu vốn liếng mất sạch rồi. Bà bình tĩnh lại đi bà. Bà có nhớ tên ai không hả? Không, làm sao mà nhớ được. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tiền. Bà ơi, có phải là cuốn sổ đỏ không bà? Đúng rồi cháu ạ. Bà ơi, lần trước cháu có xem qua nên đã nhớ hết rồi. Hay cháu giúp bà ghi lại nha. Thật không? Dạ thật mà. Không tin thì bà cháu mình cùng đến nói xin lấy lại tiền nợ để tu sửa quán. Nếu người ta có đánh mắng thì cháu xin chịu. Được, coi như đây là thử thách của cháu. Nếu cháu đòi được hết nợ cho bà cụ, ta sẽ thưởng thêm một nén vàng. Cha thằng Đậu à, đúng hết, không sai một người nào. Ai cũng thông cảm và trả cho tôi đầy đủ, không có thiếu ai hết á. Quả là kỳ tài, ta giữ lời hứa, thưởng cho cậu bé thông minh như cháu. Xin ngài hãy cầm theo. Lương trời có vũng nước trong, lòng tôm cá lội hoài công chẳng gần, để giải khát dọc đường ạ. Rất lém lĩnh. Được thôi, cảm tạ chú bé, ta đi đây. Thật là một cậu bé thú vị. Đúng vậy thưa bệ hạ, có thể đó là nhân tài sẽ giúp chúng ta. Thật đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được tin báo không đầy một tuần nữa, sứ giả nước láng giềng sẽ tới. Nhưng ta vẫn muốn thử thách họ một chút. Họ lên, họ lên. Không biết, không có chuyện gì nữa. Không biết nữa.
Sao gấp quá vậy? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên trong trung quận gấp quá vậy? Chạy chạy biến lên con thử sao? Trời, có chuyện gì vậy? Sao tập hợp mọi người gấp quá vậy? Dân làng nghe đây, ta là quan cận thần thân tín của nhà vua, hôm nay đến đây để ban mệnh lệnh của thánh thượng. Được biết làng này chuyên về chăn nuôi không đâu bằng, nay ta ban cho làng 3 con dê, trong vòng 2 tháng phải nuôi cho chúng đẻ được 9 con dê cả thảy để tiến cung mừng thọ ta. Cam thử. Thưa đại quan, việc nuôi dê chúng tôi không có ý kiến, nhưng đây là dê đực kia mà. Ý ngươi là nhà vua đã lầm. Dạ, tôi đâu có ý đó, nhưng ngài thấy đó. Ta không biết, ta chỉ đến truyền đạt thánh ý thôi. Ta phải về phụng mệnh đây. 2 tháng nữa ta sẽ trở lại thu kết quả. Mời cha uống nước. Cha ơi, có chuyện gì mà cha buồn vậy? Chúng ta tiêu rồi con à. Cả làng chúng ta gặp đại họa rồi. Cha kể cho con nghe đi, biết đâu con lại giúp được gì. Con là con nít thì giúp được gì. Quả mai nếu con làm cho con dê đực nó đẻ được thì mới xong con à. Cha ơi, cha nói với buồn cười thế. Dê đực làm sao mà đẻ được hả? Vậy mà nhà vua vừa lệnh cho chúng ta làm như thế đó. Cả làng sẽ phải chịu tội nếu trong 2 tháng mà 3 con dê đực không đẻ ra 9 con dê con. Lệnh gì mà lạ quá nhỉ? Con nghĩ ra rồi, chúng ta hãy xẻ thịt lũ dê thôi. Cái gì? Cả làng đầu đang hoang mang lo lắng thì đầu đã có cách. Thấy cha con thằng đầu bảo là có cách rồi bà con à. Có thiệt là được không đó? Dân làng xin hãy trật tự, chúng ta hãy nghe cha con anh Đậu nói cách ứng phó với lệnh vua ban. Mời cha bé Đậu trình bày, anh có cách gì? Hay là cách của tôi là thịt chúng à? Sao vậy? Anh nói lớn lên chúng tôi mới nghe được. Cha, cha nói đi cha. Thịt chúng đi à? Mọi người kể tin đó cháu. Cháu đã có cách rồi hả? Vậy lỡ 2 cha con nó lên kinh rồi chạy trốn mất luôn thì sao? Xin dân làng hãy làm giấy cam đoan, cha con cháu đi lên kinh dàn xếp việc này xong nhất định sẽ trở về. Nếu không dân lại có kiện lên vua. Hay ta cứ thử tin cha con nó một lần. Thằng bé thông minh vậy kia mà. Chúng ta cũng đâu có cách khác. Thôi thì chúng ta tin cha con nhà cháu. Mau mang giấy bút ra đây làm giấy cam đoan, cả làng chứng giám.
Chuyến đi này gian nan, cha con cháu đã gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Thôi thì hãy làm sao cho tròn lệnh vua, đừng phụ công tin tưởng của dân làng. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Trong hành lý này, ngoài con dê vua ban mà chúng ta đã chế biến theo ý cháu thì cả làng cũng chung nhau một ít tiền làm lộ phí cho hai cha con đi đường. Dù gì đi nữa, mọi người cũng mong hai cha con mang bình an trở về. Dạ, cảm ơn trưởng làng, cảm ơn dân làng. Tạm biệt dân làng, cha con cháu sẽ trở về thôi. Đến hoàng cung rồi, làm sao vào trong đây? Cha, nghe con nói nè, giờ cha làm như vậy được không đó? Lạng quạng là bay đầu nghe không con? Vậy cha phải nhanh lên mới cứu được con đó. Má làng sớm ơi, cha con xỉu rồi. Ai cứu cha con với? Wow, hoàng cung lớn quá, ta biết tìm vua ở đâu bây giờ? Ông gì ơi, ông có sao không? Con tôi mất tích trong cung rồi. Nhà vua hãy trả con tôi đây, trả con tôi đây. Cái gì? Bẩm bệ hạ, ngoài cổng cung có việc lạ lắm. Một trong hai người hôm trước tới đố mình đây mà. Vậy chắc nhà vua ở đây rồi. Đó là người hôm bữa cho một nén vàng. Hả? Mình hiểu rồi. Không chịu đâu. Đền đi, bắt đền đó. Ai dám làm náo loạn hoàng cung của trẫm, mau đem vào đây. Dạ. Không chịu đâu. Đền đi. Đứa bé kia, mau chào nhà vua đi. Vua đó hả? Trẫm đây. Đứa bé kia, có việc gì mà lại vào đây la khóc như vậy? Thưa ngài, ngài phải giúp cháu. Cháu mất mẹ từ nhỏ, nhà chỉ có hai cha con, mà cha cháu không chịu để em bé cho cháu bế hả? Thì ra là vậy. Vậy thì cháu phải về cưới vợ cho cha cháu thì mới có em bé được. Cha cháu là dốc đực làm sao mà đẻ được? Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Vậy thì đúng rồi. Thế sao ngài lại ban cho làng cháu 3 con dê, hẹn trong 2 tháng phải đẻ được 9 con dê con? Ta thử đó thôi. Vậy các ngươi còn chưa biết làm thịt dê mà ăn với nhau à? Dạ thưa, làng cháu biết đó là lộc vua ban nên đã làm thịt dê ăn từ lâu rồi. Đã ăn rồi, cháu còn lên đây làm gì? Dạ thưa, cháu lên đây để xin vua một tờ cam kết xác nhận với làng ạ. Đến tận đây ăn dạ đòi xác nhận của vua nữa à? Thiên hạ này chỉ có mình cháu. Dạ thưa, cũng chỉ có mình ngài mới nghĩ ra cách ban lộc như thế thôi hả? Xem ra con ông thật sự rất bản lĩnh. Hoàng cung đúng là sang trọng con ha. Món gì cũng quý giá. Con đói bụng quá cha ơi. Chúng ta đang hết thức ăn rồi con à. Nè, đừng có tái mái tay chân. Lỡ bể là mình có tiền cũng không đền nổi đâu nha con. Đầy chán thật đó cha ơi. Không biết khi nào nhà vua mới cho mình về nhà hả cha? Thì nhà vua nói rồi, đợi người viết bản xác nhận cho chúng ta đem về làng đã. Cha con và đậu tiếp chị.
mau quỳ xuống tiếp chỉ. Cha con nhà Đậu đã đến ăn dạ nhà Trẫm thì phải bị phạt. Hãy nấu cho Trẫm 7 món ăn từ nguyên liệu mà Trẫm cung cấp. Ngài nói là nhà vua bắt làm 7 món từ con chim sẻ này à? Bệ hạ thật anh minh, chỉ một kế nhỏ đã làm cho cậu bé ấy đến tận kinh thành, lại còn bày mưu để gặp người. Quả thật, đứa bé này dũng cảm mưu trí, nhưng Trẫm vẫn muốn thử thêm xem nó còn có thể giỏi đến đâu nữa. Thưa bệ hạ muốn thử như thế nào nữa ạ? Đúng vậy, các người hãy làm nội trong đêm nay 7 món ăn từ con sẻ này, để ngày mai nhà vua kịp ăn sáng. Thưa đại quan, ngài nói thế liệu có phải là nhà vua quá keo với dân đen chúng tôi không? Chúng tôi cả ngày nay chưa có gì để ăn, đã thế giờ còn bắt nấu 7 món từ một con sẻ bé xíu như vậy. Không lẽ mỗi món chỉ có một chút xíu bộ phận của nó thôi hay sao? Người chớ ăn nói hà bồ, đó là đức vua, người làm gì cũng có ý đồ cả. Thưa ngài, ngài đem cái này nói với đức vua, trong 2 canh giờ tới phải rèn cho chúng tôi một con dao để xẻ thịt chim đó. Đứa bé đó nói vậy thật sao? Dân à, nó nói trong vòng 2 canh giờ phải rèn một con dao từ cây kim này để xẻ thịt chim. Táo tận thật, nhưng ta thích vậy. Bệ hạ định thế nào ạ? Ngày mai sứ giả đến rồi, chúng ta sẽ nhờ chú bé này cùng hỗ trợ đón tiếp. Vẫn là bệ hạ lo lắng chu toàn, thần xin đi tuyên chỉ. Ăn lẹ đi con, không chừng lát nữa lại đố mình nữa đó. Cứ ăn nữa cha, cha ăn nhiều rồi nha cha. Những món này ở quê mình không có đâu. Mau lại đây tiếp chỉ. Các ngươi không thể tiếp chỉ như thế, mau nuốt hết đi đã. Đức vua có chỉ, hôm nay hai ngươi phải ăn mặc chỉnh tề để cùng tiếp sứ giả láng giềng. Dạ thưa ngài, vậy là thế nào ạ? Không phải chúng tôi sẽ có giấy xác nhận trở về làng sao? Thực ra nước láng giềng đang muốn dò la nước ta có nhân tài hay không để sang xâm chiếm. Vì vậy nhà vua đã đi khắp nơi tìm kiếm. Này có cậu nhóc là thông minh lém lĩnh, hy vọng cậu sẽ cùng với nhà vua đánh bại âm mưu của tên sứ giả. Con à, nếu nhà vua đã ngỏ lời thì con hãy dốc sức giúp đỡ vì thể diện quốc gia đi. Không chịu vào thành à? Vậy là sao? Bộ muốn đức vua thân chinh ra tiếp đón à? Ngông cuồng! Thưa, họ chê cổng thành nhỏ, họ đòi phải xây cầu vượt trên cổng mới qua cầu mà vào à? Hoặc là đập cổng thành đi à? Chúng đã bày trò bắt bí ta rồi thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần có một kế nhỏ hơi mạo hiểm, xin bệ hạ thứ tội. Được, Trẫm miễn tội cho cháu. Có thể làm bất cứ cách gì, miễn là hiệu quả. Giờ sao? Các ngươi không chịu xây cầu mà để sứ giả đại quốc đứng chịu nắng ở đây à? Mau đem lồng che, dựng lều cho ta. Coi thường sứ giả đại quốc sao? Tên này thật không coi ai ra gì. Giờ con tính sao? Trời, con phải cẩn thận đó. Cha cứ tin nữa con. Các ngươi cho ta uống nước gì mà lạc lẽo quá vậy? Coi thường sứ giả đại quốc à? Dạ thưa ngài, bố thì ít tiền lẻ đi ạ. Không có, đi đi. Sứ giả một nước mà kêu vậy, cho xin mấy hào đi mà. Sứ giả nghèo kiện bủn xỉn,
Tên ăn xin kia, ngươi nói cái gì? Tên nhóc ăn mày kia, đứng lại cho ta. Liêu liêu, cãi vợ thì bắt ta đi. Ngươi, ngươi dám coi thường sơ giả đại quốc à? Cãi vợ thì bắt ta đi nè. Rành con, bắt được mày rồi. Sứ giả nhập thành rồi, sứ giả nhập thành rồi. Dạ, xin ngài thứ giả khai ân. Đây là con của tôi, xin ngài hãy bắt tôi thay nó. Thưa sứ giả, chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện, xin ngài tha cho nó đi ạ. Nó không hiểu chuyện là vì cha nó dạy không nghiêm. Cha không nghiêm vì luật nước không nghiêm. Luật nước không nghiêm chẳng phải do nước ngài thiếu văn nhân tài, không ai giúp vua ngài hay sao? Ngài Dạ thưa sứ giả, nếu tôi chứng minh được nước tôi có người tài giỏi thì ngài chịu thả cha tôi chứ? Nhà ngươi cũng khẩu khí ghê hen. Được rồi, nếu chứng tỏ anh tài thì sáng mai ngươi hãy đến hoàng cung gặp ta và nhà vua. Nhưng ngươi không mặc áo mà cũng không được cởi trần, không cưỡi ngựa cũng không đi bộ, không lễ vật nhưng cũng không được đi không. Thế nào, có được không? Vậy tôi xin hẹn ngài ngày mai tại hoàng cung. Xin quan cận thần làm chứng cho cháu. Nếu cháu giải được câu đố này thì sứ giả phải thả cha cháu. Được, còn nếu không, ngươi cũng phải chịu chung số phận với cha ngươi. Nào, chúng ta vào bái kiến nhà vua. Cha ơi, con xin cô cha. Sứ thần láng giềng xin diện kiến. Cho mời sứ thần. Muôn tâu bệ hạ, được tin ngài sắp mừng thọ, vua của chúng tôi trăn trở nhiều ngày liền, xin dâng tặng ngài 300 kiện vàng bạc cùng châu báu lụa là gấm dốc đặc sản thượng hạng của đất nước chúng tôi. Ngoài ra, tâu bệ hạ, đây là vỏ ốc quý hiếm mà đồ quý chỉ nên được sở hữu bởi người tài giỏi. Đức vua của tôi chưa thấy có ai xứng đáng sở hữu vỏ ốc này. Này đưa đến nước ngài, liệu xem có ai có thể làm chủ nhân của nó chăng? Chẳng hay sứ giả nói vậy, thì làm sao mới có thể làm chủ nhân ông của vỏ ốc này? Thưa đức vua và đại quan, đây ta có một sợi chỉ. Làm sao để xỏ sợi chỉ này xuyên suốt con ốc mà con ốc vẫn nguyên vẹn thì mới thật là người tài, thu phục cả trời đất vậy. Câu đố rất thú vị, nhưng ngài sứ giả đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Xin mời ngài về công quán nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp chuyện này. Tôi xin vâng lệnh đức vua, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu bệ hạ không giải được câu đố này, bệ hạ phải làm theo yêu cầu của vua chúng tôi. Ngài uy hiếp nhà vua sao? Còn nếu ta giải được? Trước khi tới đây, thần đã bị một tên thường dân coi thường, thần đã giam hắn. Nếu bệ hạ thắng, thần xin lui và giao hắn cho người xử trí. Quan cẩn thận, tên sứ giả nói vậy là sao? Bẩm bệ hạ, người hắn bắt là cha bé Đậu đó ạ. Tên sứ giả này thật nham hiểm. Hắn tin đó là người của bệ hạ lừa hắn, nên bày ra trò này để vừa xử trí được cha con bé Đậu, vừa yêu sách với nước ta đó ạ. Vậy chúng ta phải cố lên. Cực kỳ khó khăn thưa bệ hạ. Hay thần thử hút xem sao. Cố lên, cố lên.
mau đi tìm bé đậu. Câu đố của tên sứ giả quả thật là hiểm ác. Cháu hãy vững tin, cố gắng suy nghĩ xem có cách gì xỏ chỉ qua vỏ ốc. Chỉ cần như vậy là cha cháu sẽ sống. Cháu chưa nghĩ ra, cháu lo cho cha quá. Hay ngài làm cách nào cho cháu vào gặp cha một chút được không? Khó lắm, vì tên sứ giả đang để mắt đến việc này. Nhưng ta sẽ cố gắng lén đưa cháu vào. Các ngươi đi theo ta hỏi cung phạm nhân. Dạ. Cha ơi, là con đây. Cha có sao không cha? Sao con vào đây được? Quan cẩn thận kêu bọn lính đi chỗ khác cho con lẻn vào một chút. Con xin lỗi, làm cha phải chịu tội cho con. Đằng nào thì tên sứ giả cũng không muốn tha cho chúng ta. Còn câu đố của hắn, con đã nghĩ ra chưa? Con chưa nghĩ ra. Thôi con à, sống chết có số. Cha chỉ lo không ai chăm sóc dạy dỗ con. Cha không ăn cơm sao cha? Cơm tù toàn là cơm thiêu không à. Có cũng như không. Có cũng như không. Có cũng như không. Con trai, mau đi đi, kẻo bị bắt lại là nguy đó. Cha ơi, con sẽ bằng mọi cách đến cứu được cha. Không cần, nếu con không nghĩ ra thì hãy trốn về làng. Xin ở nhờ nhà bà hàng nước, ráng học hành cho tốt, trở thành người tốt nha con. Cha thương con. Cha ơi, con thương cha lắm. Cháu nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Biết đâu sáng mai lại nghĩ ra được gì. Để cháu liều một phen nữa xem sao. Người nghĩ thằng nhỏ có làm được không? Bệ hạ bình tĩnh chờ xem. Sứ giả đến. Bái kiến bệ hạ. Ngài cho gọi tôi nghĩa là ngài đã có lời giải. Đúng vậy. Nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp sứ giả đây. Bé đậu xin được ý kiến. Cho vào. Dạ. Bệ hạ vạn tuế, xin cho thần được ăn mặc theo cách sứ giả yêu cầu. Yêu cầu thế nào? Dạ thưa sứ giả, ngài nói không mặc áo nhưng cũng không được cởi trần. Tôi khoác lưới không phải áo nhưng cũng không cởi trần. Người nói không được cưỡi ngựa cũng không đi bộ, nên thần đứng trên chiếc xe do heo kéo, không cưỡi vật mà cũng không tự đi. Vậy còn lễ vật? Đây là lễ vật. Dạ thưa ngài, tôi không đem lễ vật nhưng cũng không đi không. Quả là thông minh. Thế nào ngài sứ giả? Đúng vậy thưa bệ hạ, đứa bé này đã giải được câu đố của thần. Thần giữ lời hứa. Người đâu, thả tên kia ra. Dạ. Con trai. Dạ. Nhưng thưa bệ hạ, vẫn còn câu đố vỏ ốc. Nếu bệ hạ không giải được thì phải thực hiện yêu cầu của thần. Ngài sứ giả muốn yêu cầu gì? Thần xin yêu cầu chém đầu ngay hai cha con này vì tội xem thường sứ giả đại quốc. Ngoài ra, từ nay nước của ngài phải tiến công thêm 1.000 xe vàng bạc, 300 vạn nhân công. Dạ thưa đức vua, thưa sứ giả, xin cho cháu được giải câu đố vỏ ốc này. Sứ giả thấy thế nào? Thần chỉ muốn biết điều kiện của cậu bé này, nếu giải được. Dạ thưa sứ giả, tôi chỉ muốn xin tha chết cho cha con tôi, và ngài phải giữ cống nẹp như trước kia. Lẽ nào ngài sứ giả lại sợ một đứa trẻ nhỏ hay sao? Xin nhà vua làm chứng. Dạ thưa bệ hạ, thần xin hát một bài. Tan tình tan tinh tình tan, bắt con kiên càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lê dây mà bưng, bên thời bôi mơ kiên mừng kiên sang, tan tình tan tinh tình tan. Thế là thế nào? Dạ thưa bệ hạ và sứ giả, làm theo bài hát sẽ sâu được ngay. Thế này đã đủ tài trí làm chủ con ốc của sứ giả rồi chứ?
Hạ thần khâm phục, không còn gì để nói. Xin cho thần được cáo lui sớm để về triều phục mệnh với vua của hạ thần. Vậy sứ giả lên đường bảo trọng. Lần này cháu không những cứu được cha mà còn cứu quốc gia khỏi chuyện cống nạp. Ta có thể làm gì để thưởng cho cha con cháu? Bệ hạ, xin cho con giấy xác nhận để con trở về cho mọi người được an tâm ạ. Thôi được, trẫm sẽ chiều ý cháu, nhưng với một điều kiện. Ta sẽ phong cháu làm trạng nguyên, và bất cứ khi nào quốc gia cần đến, cháu phải về kinh bàn công việc góp sức với ta. Cháu thấy thế nào? Tuân lệnh bệ hạ. Kể từ đó, cậu bé thông minh được học hành đàng hoàng, phát huy tài năng của mình, hết lòng phụng sự cho đất nước.